Chiều anh em chúng tôi lại bố trí các cái dàn cày đi lên đường phục vụ bà con. Hàng đi không kịp nghỉ. Em về Vĩnh Bảo Hải Phòng, em về Tứ Kỳ Hải Dương. Và một em nữa là về đâu nhỉ? Kim Thành Hải Dương, đúng rồi. Còn em này thì là tí nữa là cho em về Liên Giang. Bây giờ có sóng phim lên nha.